Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa các quý vị đồng nghiệp. Như chúng ta đã biết, thuốc lá là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các cái bệnh lý phổi như là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, ung thư phổi, cũng như là một số những bệnh lý tim mạch như là bệnh lý mạch vành. Và việc cai thuốc lá thì đã được đưa vào các cái hướng dẫn cũng như là các cái guideline như một cái vai trò là dự phòng các cái bệnh lý mãn tính này, và đồng thời cũng giúp cho ngăn chặn được cái sự tiến triển của các cái bệnh lý. Để giúp cho một cái bệnh nhân có thể thành công trong việc mà cai thuốc lá thì cần phải có những cái hướng dẫn thực hành cai thuốc lá một cách cụ thể, và sau đây xin trình bày các quý vị. Với thực trạng hút thuốc lá hiện nay thì trên thế giới theo WHO năm 2015 đã thống kê thì có khoảng 1,1 tỷ người hút thuốc lá, và 80% con số này thì nằm ở những cái nước mà có thu nhập thấp và trung bình. Mỗi năm thì có khoảng 7 triệu người có tỷ lệ tử vong liên quan đến hút thuốc lá chủ động, và có một con số không nhỏ liên quan đến hút thuốc lá thụ động ở những cái đối tượng trẻ em và phụ nữ, thì cái tỷ lệ tử vong là khoảng 1,2 triệu người. Việt Nam thì được xếp hạng là một trong 15 nước có cái số người hút thuốc lá nhiều nhất ở trên thế giới, và cái tỷ lệ hút thuốc ở nam giới thì chiếm khoảng 50%. Về gánh nặng của thuốc lá, theo các nghiên cứu thì thấy rằng là thuốc lá là một trong những nguyên nhân gây tử vong xếp hàng thứ hai trong các cái bệnh lý như là bệnh lý tim mạch, bệnh lý bệnh phổi mãn tính, những cái bệnh lý nhiễm trùng tái phát nhiều lần và những cái bệnh lý ung thư. Tại Việt Nam thì thấy rằng các cái chi phí điều trị cho các cái bệnh phổi như là ung thư phổi, COPD, nhồi máu cơ tim thì chiếm khoảng hơn 2 tỷ đồng một năm. Và các cái hộ nghèo thì tiêu tốn khoảng 5% cái thu nhập của các hộ gia đình để cho cái việc mà hút thuốc lá. Thành phần của thuốc lá thì như chúng ta đã biết, thành phần quan trọng nhất ở trong thuốc lá mà ai cũng biết đến, đấy là thành phần nicotine. Một điều thuốc lá thì chứa khoảng 1 cho đến 3mg nicotine. Tuy nhiên với người dân thì chưa được biết đến là trong thuốc lá còn có những cái thành phần khác, đặc biệt là trong thuốc lá thì chứa khoảng 7.000 cái chất độc hóa học, cũng như là chứa khoảng 70 các cái chất gây ung thư, và đây là những cái chất mà có thể tác động dẫn đến các cái bệnh lý phổi cũng như các bệnh lý tim mạch như hiện nay. Các cái bệnh lý mà do thuốc lá gây nên phổ biến nhất trong người dân thường được nghĩ đến đấy là các bệnh lý về phổi. Tuy nhiên là trong các cái nghiên cứu thống kê, người ta thấy rằng là yếu tố của thuốc lá có thể ảnh hưởng lên tất cả rất là nhiều các cái bộ phận và cơ quan ngoài bệnh phổi ra, ví dụ như là trong bệnh lý tim mạch như là nhồi máu cơ tim, hoặc là những cái bệnh lý liên quan đến mạch máu như là những cái xơ vữa động mạch, hoặc là những cái bệnh lý liên quan đến dạ dày như là loét dạ dày, nó cũng có yếu tố vai trò của thuốc lá, chứ không chỉ là thuốc lá chỉ là cái căn nguyên mà gây phổ biến nhất ở cái bệnh phổi. Thế và thuốc lá thì với thuốc lá thụ động thì nó còn ảnh hưởng đến trẻ em cũng như là người phụ nữ có thai. Ở trẻ em thì nó có thể làm tăng cái tỷ lệ hen phế quản, cũng như là làm tăng các cái nhiễm trùng đường hô hấp ở trẻ em. Và ở phụ nữ có thai thì nó có thể tăng cái tỷ lệ đẻ non, cũng như là tỷ lệ suy thai, sụt cân ở thai nhi, hoặc là những cái dị tật ở thai nhi thì cũng đã được thống kê. Thế thì trước những cái thực trạng cũng như gánh nặng và tác hại của thuốc lá thì được sự chỉ đạo của Bộ Y tế thì cái chương trình phòng chống quốc gia về cai thuốc lá thì đã được hoạt động, và được hoạt động một cách rất mạnh mẽ trong những năm trở lại đây. Và thông qua những cái dự án cũng như là những cái hoạt động cụ thể, ví dụ như là thành lập được những cái phòng tư vấn và hỗ trợ cai nghiện thuốc lá ở tại các cái bệnh viện, để cho bệnh nhân cũng như là người dân có thể tiếp cận được cái việc mà cai thuốc lá, đồng thời là tổ chức những cái khóa tập huấn để dành cho các cái cán bộ nhân viên y tế có thể nắm được các cái hướng dẫn thực hành hiện nay trong chẩn đoán và điều trị cai thuốc lá, kết hợp với tuyên truyền truyền thông thông qua hưởng ứng những cái ngày thế giới không thuốc lá như là ngày 31 tháng 5, và thông qua các cái tuyên truyền trực tiếp cho đến bệnh nhân. Rồi các bác sĩ cũng đã được tư vấn trực tiếp bệnh nhân, để tư vấn cho các bệnh nhân các cái biện pháp cai thuốc lá ngoài cái những cái điều trị về thuốc, hay là những cái điều trị không thuốc liên quan đến bệnh lý thực tế ở trên bệnh nhân. Và bệnh viện Bạch Mai cũng đã được Bộ Y tế giao phó cho cái nhiệm vụ là tổ chức cái chương trình phòng chống tác hại thuốc lá. Và tại bệnh viện Bạch Mai hiện nay thì đã thành lập được tổng đài tư vấn cai thuốc lá. Đây là một cái tổng đài đã được hoạt động trong nhiều năm nay, và tổng đài đã hàng năm thì tiếp đón rất là nhiều những cái cuộc gọi đến, và đã thống kê được khoảng hơn 30.000 cuộc gọi trong cái năm vừa qua.
Và tổng đài thì đã được người dân gọi điện đến một cách miễn phí và được tư vấn tất cả hỗ trợ cho người dân cũng như là bệnh nhân trong cái vấn đề cai thuốc lá. Thế thì thuốc lá trước đây thì người ta nghĩ là một cái thói quen, nhưng thực ra nghiện thuốc lá thì đã được xếp là một căn bệnh. Thế và đã được FDA phân loại là một cái tình trạng rối loạn tâm thần, hành vi do sử dụng các cái chất hướng thần và đã có cái chỉ số phân loại ICD. Chính vì nó là một bệnh cho nên là chúng ta phải có một cái biện pháp rõ ràng trong cái vấn đề là dùng thuốc hoặc là những cái biện pháp một cách cụ thể cho cái vấn đề cai thuốc lá. Thế để chuẩn đoán một người nghiện thuốc lá thì người ta đã đưa ra 7 cái chỉ tiêu, tiêu chí. Tuy nhiên trong đó thì quan trọng nhất là hai cái tiêu chí. Thứ nhất là bệnh nhân phải có cái hội chứng dung nạp thuốc lá, tức là bệnh nhân có cái tình trạng là tăng số điếu hút thuốc lá mỗi ngày để đưa được cái cảm giác dễ chịu hơn trước, hoặc là bệnh nhân có cái số hút thuốc lá như cũ và cảm giác dễ chịu thì sẽ bị giảm đi nếu như mà bệnh nhân không tăng cái số điếu thuốc lá lên. Cái thứ hai là bệnh nhân sẽ có hội chứng cai thuốc lá, tức là khi mà bệnh nhân dừng các cái tiếp cận hoặc là hút những cái thuốc lá thì bệnh nhân sẽ có xuất hiện các cái triệu chứng cai như là bứt rứt, khó chịu, và khi hút trở lại thì bệnh nhân mất các cái triệu chứng trên. Thì khi một bệnh nhân hoặc là một người mà có trên 3, trên 7 các cái tiêu chuẩn ở trên thì bệnh nhân đấy được chuẩn đoán là bệnh nhân có tình trạng nghiện thuốc lá. Và khi mà chuẩn đoán một bệnh nhân là có nghiện thực thể thì bắt buộc, tức là nghiện thực thể tức là cái tình trạng mà bệnh nhân phụ thuộc vào nicotine ở trong điếu thuốc lá, thì bắt buộc bệnh nhân phải có ít nhất là có một tiêu chuẩn 1 và tiêu chuẩn 2 trong cái chuẩn đoán. Thế một người nghiện thuốc lá thì nó khác như các cái bệnh lý khác, nó không chỉ là nghiện thực thể, tức là có tổn thương thực thể, mà nghiện thuốc lá thì nó có nghiện về hành vi, nghiện về tâm lý và nghiện về thực thể. Thế thì nghiện về tâm lý có nghĩa là khi mà một người tìm đến thuốc lá, người ta tìm hiểu được cái sảng khoái ở cái điều thuốc lá mang lại sự tập trung, mang lại sự sảng khoái, mang lại cho họ tự tin. Còn một người nếu mà nghiện về hành vi có nghĩa là người ta có một cái thói quen được lặp đi lặp lại với cái hành vi mà hút thuốc lá, nó đã trở thành một cái thói quen của bệnh nhân. Thế vào nghiện thực thể tức là bệnh nhân phụ thuộc vào cái chất nicotine ở trong thuốc lá, khi mà thiếu cái chất nicotine đấy thì bệnh nhân sẽ có cái hội chứng cai. Thế thì khi mà tiếp cận cai thuốc lá cho bệnh nhân thì chúng ta không chỉ tác động vào cái vấn đề nghiện thực thể, tức là dùng thuốc thay thế nicotine, mà phải tác động đến cả cái vấn đề nghiện tâm lý cũng như là nghiện hành vi. Và cái đó là quan trọng nhất là cái vấn đề tư vấn để cho bệnh nhân, để làm thế nào và để cho bệnh nhân đấy có thể có cái quyết tâm cai và có thể dẫn đến được cai thuốc lá thành công. Các cái phương pháp để tác động đến cho bệnh nhân hiện nay trong cái vấn đề điều trị cai thuốc lá thì có bao gồm là tư vấn trực tiếp thông qua các cái tư vấn ngắn, tư vấn sâu, hoặc là theo dõi qua điện thoại, nhắn tin, gọi điện, theo dõi một cách trực tiếp hoặc theo dõi sử dụng thuốc hỗ trợ và đánh giá các cái tiến độ hiệu quả và phòng các cái tình huống mà bệnh nhân có thể dễ dàng tái nghiện. Thế và khi mà một bệnh nhân cai thuốc lá và có ý định muốn cai thuốc lá, khi tiếp xúc với chúng ta thì chúng ta phải đưa cho bệnh nhân tất cả các cái phương án này và phải phối hợp rất là nhiều cái biện pháp thì mới có thể giúp cho bệnh nhân có thể cai thuốc lá thành công. Khi xây dựng các cái kế hoạch điều trị cai thuốc cho một bệnh nhân thì chúng ta phải chú ý đến thứ nhất là cái tình trạng sử dụng thuốc lá của bệnh nhân và cái mức độ nghiện của bệnh nhân hiện tại là ở mức độ nào, nhẹ, trung bình hay là nặng. Thứ hai là chúng ta sẽ đo cái nồng độ CO trong hơi thở ra của bệnh nhân để cũng hỗ trợ để đánh giá về cái mức độ nghiện thuốc lá của bệnh nhân. Thứ ba là sẽ đánh giá về cái mức độ của triệu chứng cai, là khai thác cho bệnh nhân là trước đây bệnh nhân đã từng cai thuốc lá chưa, bệnh nhân đã gặp những khó khăn gì, có gặp các cái triệu chứng cai như bứt rứt, khó chịu, mất ngủ, thay đổi tính tình trước đây không, và cái đó là cái điều mà khiến cho bệnh nhân hút lại, thì chúng ta phải ghi nhận trong cái tiền sử của bệnh nhân đã có từng như vậy chưa. Để như vậy chúng ta khi mà dự kiến cho cái lần cai thuốc lá này thì cũng sẽ giúp cho bệnh nhân vượt qua được những cái khó khăn đó. Chúng ta phải đánh giá được sự sẵn có của các cái thuốc điều trị hỗ trợ và bao gồm cả khả năng chi trả. Hiện nay thì các cái thuốc dùng để điều trị cho những bệnh nhân mà có nghiện thực thể đối với cai thuốc lá thì phổ biến nhất đấy là sử dụng nicotine thay thế. Và hiện nay thì trên thị trường thì có rất là nhiều những cái dạng thuốc nicotine dưới dạng miến rán rồi nhai rồi ngậm. Tuy nhiên là cái giá thành cho những cái thuốc mà để điều trị
cái vấn đề cai thuốc lá thay thế nicotine này thì nó cũng khá là đắt, nó khá là đắt cho bệnh nhân. Chi phí một ngày có thể dao động từ 50 cho đến 100 nghìn một ngày. Thế về chính vì thế mà rất là nhiều bệnh nhân đến với chúng ta xuất phát từ cái nguồn thu nhập thấp thì người ta có thể khó mà tiếp cận được cái hình thức mà dùng thuốc để phối hợp vào trong cái vấn đề cai thuốc lá. Thì khi đấy thì những cái biện pháp như tư vấn là rất quan trọng để chúng ta có thể giúp cho bệnh nhân. Rồi chúng ta phải đánh giá các cái tình trạng bệnh lý liên quan đến hút thuốc lá để đưa cho bệnh nhân hiểu được cái bệnh lý của họ là gì và tác hại của thuốc lá ảnh hưởng đến bệnh lý của họ ra làm sao. Và khi mà bệnh nhân mà dừng cai thuốc lá thì có lợi ích gì với bệnh. Ví dụ như là một bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay là một bệnh nhân mà ung thư phổi thì người ta đã hút thuốc lá và đấy là cái nguyên nhân mà dẫn đến bệnh lý của họ. Thì tuy nhiên là khi mà họ lại không hiểu được là khi mà họ dừng hút thuốc lá thì họ sẽ đem lại được lợi ích gì với cả bệnh lý đó. Và thông thường người ta thấy rằng là thôi đằng nào thì tôi cũng bị bệnh rồi, thế thì tôi cứ hút tiếp thôi. Thế thì chúng ta phải làm rõ cái việc là hút thuốc lá thì có thể giúp cho ngăn chặn được các cái tiến triển của bệnh và giúp cho việc là sử dụng các cái thuốc để kiểm soát cái căn bệnh đó thì sẽ tốt hơn. Tôi chúng ta phải hiểu được các yếu tố hành vi, cảm xúc cũng như là cái yếu tố kích thích để dẫn đến cái tình huống mà bệnh nhân hút thuốc lá. Khi mà bệnh nhân hút thuốc lá theo thói quen hoặc là hút thuốc lá do nghiện tâm lý thì yếu tố kích thích của môi trường cũng như là yếu tố kích thích của bản thân là một yếu tố rất là quan trọng. Chúng ta phải hiểu được thì mới có thể tác động được đến những cái yếu tố này. Sau đó thì chúng ta phải đánh giá được cái giai đoạn trưởng thành cai thuốc lá để đánh giá được là bệnh nhân đang ở giai đoạn nào trong cái vấn đề trưởng thành cai thuốc lá, đã có ý định chưa, đã quyết tâm cai chưa. Bởi vì nếu mà chúng ta tác động vào một bệnh nhân mà ở giai đoạn thờ ơ, tức là bệnh nhân chưa hề có một cái ý định cai thuốc lá gì cả, thì chúng ta có sử dụng các cái biện pháp như thuốc hay là các cái biện pháp mà tích cực thì chưa chắc đã đem lại được cái thành công cai thuốc lá cho bệnh nhân. Rồi chúng ta chẩn đoán cái cơ hội thành công của bệnh nhân, đánh giá cái mức độ quyết tâm cai thuốc lá và xác định xem bệnh nhân này có phải là những cái đối tượng đặc biệt không. Và các yếu tố khác kèm theo như là tăng cân hoặc là sử dụng các cái chế phẩm thuốc lá khác phối hợp. Thế hiện nay thì cũng chưa có nhiều những cái guideline hay là những cái hướng dẫn cụ thể về cái bước trong cái hướng dẫn thực hành cai thuốc lá. Tuy nhiên là ở đây thì chúng tôi cũng đưa ra một cái hướng dẫn của Anh trong cái vấn đề đưa ra một cái checklist thực hành cai nghiện thuốc lá. Thì checklist này thì họ đã đưa ra một cách rất là cụ thể đối với những lần khám khi mà chúng ta tiếp xúc với bệnh nhân, tức là những lần khám đầu tiên khi tiếp xúc bệnh nhân trước khi cai thuốc, những lần khám liên quan đến ngày bệnh nhân bỏ thuốc và những lần khám 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần sau khi cai thuốc và một lần khám 4 tuần sau khi cai thuốc. Thì cái việc mà xác định rõ những cái việc mà phải tiến hành trong những cái lần mà gặp gỡ bệnh nhân để mà tư vấn cũng như là hỗ trợ cho bệnh nhân cai thuốc lá trong cái tháng đầu tiên là rất quan trọng. Bởi vì khi mà bệnh nhân đã vượt qua được tháng đầu tiên thì chúng ta có thể hỗ trợ và duy trì để cho bệnh nhân có thể dẫn đến thành công. Tức là thành công khi mà hút cai thuốc lá thành công có nghĩa là bệnh nhân đã vượt qua được 1 năm mà không tiếp xúc với cả thuốc lá, tức là không hút thuốc lá. Thì là bệnh nhân đã cai thuốc lá thành công. Và khó khăn nhất đấy là cái tháng đầu tiên. Thế thì khi ở cái lần đầu tiên để đánh giá cái tình trạng trước khi cai thuốc, chúng ta sẽ đánh giá cái mức độ nghiện thuốc lá, đo nồng độ CO, thực hiện tư vấn 5A và 5R và giai đoạn đánh giá cái giai đoạn trưởng thành quyết tâm cai. Thế việc đánh giá mức độ nghiện thực thể, tức là mức độ phụ thuộc vào nicotine thì người ta sử dụng thang điểm gọi là thang điểm Fagerstrom. Cái thang điểm này sử dụng 6 cái câu hỏi liên quan đến vấn đề là bệnh nhân hút thuốc lá từ bao giờ, hút thuốc lá bao nhiêu. Thế và trong cái thực hành lâm sàng ấy, thì đây là bản đầy đủ thì nó gồm có 6 câu hỏi. Nhưng khi mà khi thực hành lâm sàng chúng ta tiếp xúc một cái buổi khám chúng ta có thể khám rất là nhiều bệnh nhân và phải đánh giá thật là nhanh cái mức độ nghiện của bệnh nhân rồi đưa ra cái tư vấn ngắn cho bệnh nhân thì chúng ta có thể sử dụng cái thang điểm gọi là thang điểm Fagerstrom thu gọn. Thang điểm này nó chỉ dùng có 2 câu hỏi rất là đơn giản. Câu hỏi thứ nhất là anh bắt đầu hút thuốc lá sau khi thức dậy vào buổi sáng bao lâu và câu hỏi thứ hai là anh hút thuốc bao nhiêu điếu thuốc lá mỗi ngày. Và chỉ dựa vào 2 câu hỏi này thì chúng ta có thể phân loại rất là nhanh chóng là bệnh nhân nghiện ở mức độ nhẹ hay là mức độ trung bình hay là mức độ nặng. Và sau khi mà tư vấn xong, nếu mà điều kiện ở cơ sở y tế của chúng ta có cái máy đo nồng độ CO trong hơi thở ra thì chúng ta có thể tiến hành đo cái nồng độ CO ở trong hơi thở ra này với các cái chỉ số của cái chỉ số CO trong hơi thở ra thì có thể giúp cho chúng ta phân loại được là bệnh nhân đấy là
cũng là nghiện thực thể ở mức độ nào. Và việc đo cái nồng độ CO cũng lại giúp cho chúng ta trong cái quá trình mà theo dõi bệnh nhân trong quá trình cai thuốc là người ta có cai thuốc hiệu quả hay không. Thì khi mà cái mức độ CO này nó giảm dần hoặc là nó về những cái chỉ số bình thường thì có nghĩa là bệnh nhân đã cai thuốc có xu hướng thành công. Thế và khi mà bệnh nhân tư vấn thì chúng ta sẽ thực hiện những cái tư vấn ngắn, bởi vì khi mà chúng ta tiếp xúc bệnh nhân ở phòng khám thời gian nó không có nhiều, cho nên là với cái việc mà tư vấn ngắn 5A, 5R, tức là đưa ra những cái rất là ngắn gọn, những câu ngắn gọn để tư vấn, để thúc đẩy cho bệnh nhân là giúp bệnh nhân cai thuốc lá thành công. Ví dụ như là chúng ta có thể đưa chỉ ra những cái nguy cơ tác hại của thuốc lá đối với bệnh lý của bệnh nhân, đưa ra những cái lợi ích của thuốc lá đối với khi mà bệnh nhân cai thuốc lá thì nó sẽ đem lại lợi ích gì cho bệnh nhân, và đưa ra các biện pháp, ví dụ như là bác có thể sử dụng thêm thuốc, hoặc là có thể sử dụng số điện thoại này để được tư vấn thêm cai thuốc lá, hoặc là có thể đặt một cái lịch để chúng tôi tư vấn trực tiếp cho bác trong cái vấn đề mà cai thuốc lá. Trong cái vấn đề chuẩn đoán giai đoạn trưởng thành quyết tâm cai thuốc lá thì ở đây là có một cái sơ đồ liên quan đến cái đánh giá cái trưởng thành quyết tâm từ khi bệnh nhân có giai đoạn thờ ơ cho đến khi bệnh nhân có ý định muốn cai thuốc lá, bệnh nhân đưa vào giai đoạn chuẩn bị, bệnh nhân cai thuốc và bệnh nhân củng cố và bệnh nhân có thể thành công trong vấn đề cai thuốc lá. Thì một bệnh nhân thì sẽ không, chúng ta không thể tác động được một bệnh nhân từ thờ ơ mà có thể đưa đến thành công được, mà chúng ta phải tác động từ một bệnh nhân chưa hề có một cái ý định cai thuốc lá nào, thì phải qua trình tự của các bước này thì mới có thể đạt được cái tỷ lệ thành công cao nhất trong về việc mà cai thuốc lá. Thế và để đánh giá được cái mức độ quyết tâm cai của bệnh nhân thì chúng ta có thể sử dụng cái thang điểm QMAS. Rồi đơn giản hơn thì chúng ta có thể dùng cái thang tường thị giác để đánh giá xem là bệnh nhân, mức độ quyết tâm cai của bệnh nhân ở cái ngưỡng nào. Khi chúng ta đưa là ví dụ rất thấp thì là 1, còn rất cao có nghĩa là 10, và cho bệnh nhân đánh giá thử xem là cái khả năng bây giờ bệnh nhân mong muốn cai cái thuốc lá, quyết tâm của bệnh nhân cai thuốc lá ở mức độ nào để chúng ta có thể đánh giá được. Thế và từ những cái đánh giá ban đầu, sau khi mà chúng ta hỏi đánh giá được cái mức độ nghiện cũng như là cái mức độ quyết tâm cai của bệnh nhân thì chúng ta sẽ đưa ra cái tư vấn ngắn. Sau khi tư vấn ngắn xong, nếu bệnh nhân muốn cai thì chúng ta sẽ hỗ trợ. Nếu bệnh nhân là nghiện thực thể thì chúng ta sẽ hỗ trợ kê toa thêm những cái thuốc để hỗ trợ cho bệnh nhân, ví dụ như là kê những cái thuốc nicotine thay thế, và đưa ra những cái thuận lợi khó khăn để giúp cho bệnh nhân có thể nắm được để có thể cái tỷ lệ thành công cao. Còn nếu bệnh nhân mà chưa muốn thì chúng ta sẽ phải dành một buổi để tư vấn sâu hơn trước khi mà chúng ta kê thuốc. Bởi vì nếu mà bệnh nhân chưa có quyết tâm cai mà chúng ta kê những cái đơn thuốc mà liên quan đến cai thuốc lá thì gần như là không có hiệu quả và không có thành công ở trên những bệnh nhân này. Rồi dựa vào mức độ thực thể qua thang điểm Fagerstrom và nồng độ CO ở trong hơi thở ra thì chúng ta sẽ có những cái liều thuốc cai thuốc lá tương xứng với cả các cái mức độ nhẹ, trung bình và nặng. Rồi dựa vào mức độ quyết tâm cai như thang điểm QSMART hoặc là FAST thì cũng đưa ra được cái cách mà chúng ta có thể tư vấn cho bệnh nhân ở mức độ sâu hay là tư vấn ngắn. Và những lần khám sau, sau khi mà bệnh nhân đã đồng ý là cai thuốc lá và thì chúng ta sẽ đưa ra những cái lần khám tiếp theo cho bệnh nhân và để hỗ trợ cho các bệnh nhân. Thế những cái bệnh nhân mà có nguy cơ tái nghiện nhiều nhất, đấy là khi mà nghiện thực thể không được kiểm soát tốt trong khi mà bệnh nhân ở cái tuần đầu tiên mà khởi động điều trị. Rất nhiều cái bệnh nhân mà nghiện thực thể nặng là trong những cái tuần đầu tiên người ta sẽ xuất hiện cái hội chứng cai. Và trong những cái giai đoạn này thì chúng ta phải sử dụng những cái thuốc để hỗ trợ cho cái quá trình cai. Và thậm chí là chúng tôi còn phải nâng cái liều mà nicotine thay thế cao hơn so với cái mức của bệnh nhân để có thể kiểm soát được cái hội chứng cai này, thì sẽ ngăn chặn được cái việc mà bệnh nhân hút thuốc lá tái nghiện trở lại. Thế các cái biện pháp mà để cho giúp để cho tránh cho bệnh nhân tái nghiện trở lại thì ngoài cái vấn đề thuốc ra thì chúng ta cũng phải nắm được tác động vào những cái yếu tố kích thích bên ngoài cũng như là tác động vào bệnh nhân để có thể giúp bệnh nhân vượt qua cái giai đoạn tái nghiện. Một trong những cái biện pháp mà chúng tôi thường hỗ trợ động viên cho bệnh nhân đấy là khi mà bệnh nhân cai nghiện thành công thì có thể cấp cho bệnh nhân một cái chứng chỉ gọi là bệnh nhân cai nghiện thành công, và bệnh nhân có thể cầm về và đi khoe với cả
tất cả mọi người là tôi đã là cai thuốc lá thành công và hàng ngày nhìn vào cái chứng chỉ đấy để mà củng cố cho cái việc mà mình hút thuốc lá trở lại. Và sự có thông qua những cái hoạt động mà sinh hoạt giữa các cái bệnh nhân để trao đổi các cái khó khăn trong vấn đề cai nghiện thuốc lá. Thế trên đây là cái bài trình bày hướng dẫn thực hành cai thuốc lá. Và qua qua cái bài này thì cũng muốn là thông báo đến cho các quý vị đại biểu một lần nữa về tổng đài tư vấn cai thuốc lá hiện nay. Các quý vị đại biểu có thể đưa cho cung cấp cho bệnh nhân hoặc là người nhà bệnh nhân hoặc là những người mà có mong muốn cai thuốc lá cái hệ thống tổng đài này, số là 18006606. Tổng đài này là miễn phí hoàn toàn và hoạt động từ 8 giờ sáng cho đến 10 giờ tối. Và liên tục là chúng tôi hiện nay đang đón nhận rất là nhiều những cái cuộc gọi của người dân và đã hỗ trợ được cho rất là nhiều người có thể cai được thuốc lá thành công thông qua tổng đài này. Vâng, xin chân thành cảm ơn ạ.